Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay người dân thủ đô Hà Nội đã cảm nhận được cái nóng hầm hập của mùa hè bốc lên trên đường phố. Nhiệt độ tăng dần từng giờ và kể từ 10 giờ trưa đến 13 giờ chiều, nhiệt độ đo được trong lều khí tượng tại Hà Nội có lúc còn vượt trên cả nhiệt độ cùng thời điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và đạt tới ngưỡng nắng nóng, đó là ngưỡng 35 độ. Nhưng đó không phải là nền nhiệt độ cao nhất. Các tỉnh vùng núi Bắc Trung Bộ do là hứng chịu gió Lào khô nóng gây hiệu ứng phơn nên nhiệt độ hôm nay tiếp tục giữ ở mức cao từ 36 đến 39 độ. Nền nhiệt độ cao thứ hai là ở tại khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ với mức nhiệt độ phổ biến là từ 35 đến 37 độ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nhiệt độ trong lều khí tượng. Thực tế, ngoài trời, mức nhiệt độ này phải cộng thêm từ 2 đến 5 độ nữa. Chẳng hạn như khi nhiệt độ quan trắc là 38 độ, thì nhiệt độ thực tế có thể là còn vượt trên mức là 40 độ. Cái nóng vì thế mà càng trở nên khắc nghiệt hơn. Và tình trạng này chưa có dấu hiệu được cải thiện khi mà vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam và cùng với Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng nắng nóng còn lan sang cả nhiều tỉnh thành thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh thành khu vực Trung Trung Bộ. Nhưng nền nhiệt độ thì có sự phân hóa nhẹ. Ở tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nhiệt độ lên cao tới 37 đến 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ vẫn duy trì ở khoảng là từ 35 đến 37 độ, trong khi các tỉnh thành phía Đông khu vực, nhiệt độ nhiều nơi cũng lên tới ngưỡng là 35-36 độ. Nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 6 tháng 4 và sau đó thì một khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ nén và làm đầy dần vùng thấp nóng, khiến mây nhiều hơn, che bớt ánh nắng mặt trời và nhiệt độ vì thế mà cũng giảm nhẹ. Chiều tối và đêm ngày 6, các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ cần phải hết sức cảnh giác với khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh khi mà khối không khí lạnh xâm nhập. Với sự thay đổi của các hình thế thời tiết, nền nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng có sự chuyển biến trong vòng 3 ngày tới. Và theo đó thì ngày mai sẽ là ngày nóng nhất ở tại thủ đô Hà Nội với mức nhiệt độ cao nhất dự báo là sẽ tăng tới 36 độ. Nắng nóng tiếp tục kéo dài sang ngày 5 tháng 4 với nhiệt độ trưa chiều ở mức là 35 độ. Và sau đó sang tới ngày 6 tháng 4, nhiệt độ mới bắt đầu giảm nhẹ xuống còn 32 đến 33 độ. Trong những ngày giao mùa với sự thay đổi thời tiết liên tục và khắc nghiệt như thế này, cơ thể con người, đặc biệt là người già và trẻ em, sẽ rất khó thích nghi. Quý vị và các bạn hãy lưu ý chăm sóc sức khỏe để ứng phó với những điều kiện thời tiết nêu trên. Với các tỉnh miền Trung, nắng nóng có khả năng là kéo dài đến ngày 5 và sau đó từ ngày 6, nên nhiệt độ miền Trung bắt đầu có xu hướng là giảm dần. Nắng nóng theo đó cũng sẽ giảm, chỉ còn cục bộ vài điểm với mức nhiệt độ là 35 độ. Riêng các tỉnh cực Nam miền Trung trong 3 ngày sắp tới vẫn tiếp tục duy trì kiểu thời tiết là nắng nhiều, nhiệt cao và khô. Tình hình khô hạn tại hai tỉnh là tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn chưa được cải thiện. Đi sâu vào phía Nam, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ đã nhiều ngày duy trì nền nhiệt độ khá cao. Ở tại khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, trời không mưa, nắng sớm, nhiệt độ cao nhất ngày ở tại các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên phổ biến là từ 31 đến 34 độ, còn tại các tỉnh thành khu vực Nam Bộ là từ 33 đến 36 độ. Tuy nhiên, vào chiều tối thì mưa dông sẽ xuất hiện cục bộ, tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên như là ở tại Đắk Nông, Lâm Đồng. Mưa dông góp phần làm dịu mát hơn bầu không khí oi bức ban ngày, nhưng bà con cũng không quên cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá có thể xảy ra bất chợt. Trên biển trong 2 ngày tới, ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Nam tiếp tục hoạt động mạnh với cường độ là mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 gây biển động, sóng biển cao, nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Từ trưa chiều ngày 5 tháng 4, với ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy bão Mây Sắc, nhiều khả năng khu vực Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió xoáy mạnh, mưa bão và sóng cao. Tàu thuyền cần phải theo dõi chặt chẽ bản tin về cơn bão này và kịp thời có phương án phòng tránh an toàn. Như vậy là miền Bắc và miền Trung sẽ còn nắng nóng kéo dài trong từ 2 đến 3 ngày tới, trước khi một khối không khí lạnh làm trời chuyển mưa dông và giảm nhiệt dần từ ngày 6 tháng 4. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!